cậu đã quay trở lại với Wesuwe Anime. Các cậu có nhớ cái thời mà chúng ta chưa có máy tính tiện nghi tại nhà? Thời mà điện thoại cảm ứng là một điều gì đó thật xa xỉ, vì thứ chúng ta có là chiếc điện thoại 1280 đen trắng. Thế lúc đó, chúng ta đã tiếp cận với thế giới 2D như thế nào nhỉ? Đi thuê những cuốn manga, ra thư viện mượn truyện. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa, thì tớ khá chắc đa số các cậu, hay ngay cả tớ, đều đã từng xem anime trên TV. Chính xác là thông qua những kênh truyền hình cáp, đầu kỹ thuật số. Vậy thì các cậu còn nhớ, ngoại trừ HTV3 chuyên chiếu anime ra, thì đã có những kênh nào mang anime đến với chúng ta không? Hãy cùng tớ vào video để tìm hiểu ngay thôi. Let's go! 1. Disney Channel. Tớ biết đây là một kênh chuyên hoạt hình, và có lẽ ký ức đối với Disney Channel của chúng ta chủ yếu sẽ là những bộ cartoon. Vậy thì hãy để tớ kể cho các cậu fun fact này. Hồi xưa, Disney Channel cũng đã chiếu một vài bộ anime ở những khung giờ nhất định đấy. Hồi xưa khi nhà tớ còn dùng MyTV thì khoảng 7 giờ sáng sẽ chiếu Stitch. À không phải Lilo và Stitch phiên bản ở đảo Hawaii đâu, mà đây là Stitch phiên bản Nhật với nét vẽ anime. Nữ chính là Yuna Kamihara, một cô bé 10 tuổi sống cùng ba tại hòn đảo Izayoi. Mốc thời gian của bộ anime này diễn ra sau sự kiện Lilo và Stitch, hay có thể gọi là bối cảnh hiện đại hơn, nét vẽ dễ thương hơn, nhưng tất nhiên là không nổi tiếng bằng bản gốc. Bộ anime được phát sóng vào khoảng năm 2009-2010, nhưng chỉ có những đứa trẻ chăm ngoan dậy sớm như tớ mới có cơ hội xem nó, hoặc là các cậu dùng chế độ xem lại trên MyTV. Cơ mà hồi đó tớ vẫn chưa biết phân biệt anime và cartoon, nên tớ vẫn cứ nghĩ đó là hoạt hình thông thường, nhưng nhìn nét vẽ dễ thương hơn hẳn. Không chỉ Stitch phiên bản anime, Disney Channel cũng là kênh đưa tớ đến với Ghibli. Hồi đó tớ nhớ rất rõ rằng mỗi khi chiếu Spirited Away, tớ đều ngồi xem rất tập trung, dù nó đã được phát đi phát lại khá nhiều lần. Nhưng lần nào mà không xem được phim là tớ đều cảm thấy tiếc nuối, vì nó như một cơ hội hiếm có khi được xem bộ hoạt hình có nét vẽ khác hẳn với cartoon thông thường vậy. Không chỉ vùng đất linh hồn mà còn lâu đài di động của Hal, sự trả ơn của loài mèo, công chúa sói. Và tớ công nhận rằng Disney lồng tiếng cho những bộ phim này đỉnh không kém gì bản gốc. Hồi xưa chính nhờ câu này của Hal That's my girl. Đã khiến tớ thành con sim đến tận khi đã lớn. Giờ thì các tác phẩm của Ghibli đều đại trà trên mạng rồi, muốn xem lúc nào cũng được, nên là cái cảm giác mong ngóng, tiếc nuối đấy cũng không còn. Nếu tớ không nhầm thì hình như còn có cả Pokemon bản tiếng Anh cũng được phát trên Disney Channel nữa. Còn Pokemon bản tiếng Việt thì được chiếu trên VTV3, nhưng cái này thì tớ không chắc vì thú thật là tớ chưa xem Pokemon. Ngoài ra còn có một khoảng thời gian Disney có chiếu cả siêu nhân Perman, bộ anime đồng tác giả với Doraemon kể về Suwa Mitsuo, một cậu bé tiểu học được Birdman chọn để trở thành Perman. Qua nhiều cuộc hành trình, cậu đã gặp được những Perman khác và lập thành một đội Perman. Hồi xưa Disney chiếu phim này khá rời rạc, không rõ các tập hay có chuyện ra sao, nên đến giờ tớ cũng quên gần hết về nó rồi. Sau này thì kênh nhỏ của Disney là Disney XD có chiếu Yo-kai Watch, nhưng vào thời gian đó thì tớ cũng lớn và ít xem TV dần rồi, nên không còn để ý nữa. 2. BB. Trong video Incest tớ đã nhắc đến việc BB từng chiếu Oreimo và nhận ra có vẻ như nhiều cậu không biết đến điều này, hoặc đã từng xem nhưng không nhớ rõ. BB vốn là một kênh chuyên chiếu hoạt hình, nhưng rồi một ngày đẹp trời nào đó, tớ chợt thấy nó chiếu anime. Không chỉ kéo tớ đến với tiên nữ phép thuật Wings, BB còn cho tớ tiếp cận với anime lãng mạn đời thường, vì trước đó đa số anime tớ xem đều kỳ ảo. Tuy nhiên thì có vẻ như điều này đã bị một số phụ huynh lên án vì yếu tố incest cũng như ecchi của Oreimo lại được chiếu trên một kênh thiếu nhi. Hồi đó lúc xem tớ cũng khá bất ngờ vì chi tiết này, nhưng cũng chính nhờ Oreimo mà tớ biết đến Clarice và bắt đầu con đường nghiện nhạc Nhật. Không chỉ bộ anime đó mà BB còn chiếu Little Battle Experience, hay còn gọi tắt là Đấu Sĩ LBX. Thế là hồi đó bộ này cuốn thực sự, kiểu nhìn mấy con robot bé tí đấu nhau, xong thậm chí còn tấn công được cả con người. Lúc xem mà tớ cứ ước rằng mình mà cũng có một con thì đúng là tuyệt vời. Rồi sau này tớ mới biết, hóa ra mình hoàn toàn có thể sở hữu một con robot như thế. Nhưng robot đấy nó không ảo như trong phim, mà giống mô hình cầm nghịch thì đúng hơn. Nên có thể nói rằng bộ anime đấy đã cho tớ bài học là đừng ảo nữa, ngoài đời không giống trong anime đâu. Ngoài ra thì tớ cũng khá may mắn khi được xem Tokyo Mew Mew trên BB. Tuy là chỉ được xem một tập mà cũng không rõ về lịch chiếu hay nội dung như nào, nên dần rồi cũng quên luôn về nó. Nhưng tớ nhớ là mình khá thích nhân vật màu xanh dương. Giờ lớn có cơ hội tìm hiểu lại mới biết nhân vật đó là Minto Aizawa. 3. VTC11. Trước thời có MyTV, có truyền hình cáp thì nhà tớ dùng đấu chảo, mà đấu chảo thì chỉ có đúng mỗi kênh của VTV. May mắn lắm lúc 6 giờ tối VTV1 đổi thành VTV2 và có vài đoạn hoạt hình để cứu rỗi tuổi thơ tớ. Nhưng đến đúng 7 giờ tối thì tất cả các kênh VTV đều phát thời sự.
Tưởng tượng ấn mười mấy kênh đều chỉ chiếu một nội dung, nó chán kinh khủng. Cho đến khi nhà hàng xóm tớ lắp đầu kỹ thuật số và trên đó có VTC11, kể từ đó nhà hàng xóm trở thành rạp chiếu phim của tớ. Trên VTC11 chủ yếu thì cũng chỉ toàn chiếu hoạt hình, ít ra thì nó có Pororo, nhưng cũng có cả anime nữa, và tớ nhớ nhất là Maruko-chan. Mà về bộ anime này thì chắc có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ. Có một điều khá thú vị đó là Doraemon không phải chú mèo máy đầu tiên mà tớ biết. Chú mèo máy đầu tiên tớ biết chính là Rocky, mà hình như tên gốc là mèo Poco thì phải. Nói là mèo nhưng nhìn y hệt chồn. Chú có phép thuật và vô cùng dễ thương, nhưng hồi đó lúc xem, điều khiến tớ thấy kỳ lạ không phải là Rocky, mà là cô bé Miki, vì tóc của cô bé màu xanh dương. Nếu các cậu để ý thì hồi xưa, màu tóc của các bộ anime không đa dạng như bây giờ. Nó sẽ chỉ xoay quanh màu nâu, đen vàng hay thậm chí là đỏ, nên màu tóc như Miki là một điều khá thú vị đối với tớ. Có một fun fact khá hay là bộ anime này có cùng tác giả với Doraemon, nên có nhiều nét tương đồng với Pearlman và Doraemon. Bộ anime tiếp theo mà tớ được xem trên VTC11 là Heidi, cô gái đến từ vùng núi Alps. Thực ra thì tớ không nhớ nội dung của nó lắm, chỉ nhớ là bây giờ bộ anime này có một cái meme trường tồn với thời gian. Hồi mới biết đến Ghibli thì tớ đã tưởng rằng bộ anime này cũng cùng một nhà sản xuất, nhưng giờ mới biết là những đạo diễn từ Ghibli đã từng tham gia làm bộ anime này, chứ nó không phải từ studio Ghibli. 4. Animax. Cuối cùng thì chúng ta cũng có một kênh toàn chiếu anime ngoại trừ HTV3. Giống như cái tên kênh, Animax sẽ chỉ chiếu anime, nhưng nó xuất hiện như một cơn gió, đến rất nhanh và bay màu cũng rất nhanh. Có thể hôm qua mình vẫn còn ngồi xem nó, thì sáng hôm nay mở lại kênh đã thấy nó biến mất. Tức ghê, hồi đó tớ còn đang xem dở bao nhiêu bộ trên đó, mà giờ không nhớ ra để mà xem lại nữa. Tớ nghĩ là Animax không phổ biến bằng các kênh trên, vì nó là kênh anime của Nhật, sử dụng toàn bộ là tiếng Anh, với mục đích phù hợp chiếu cho toàn châu Á. Đến năm 2013 thì Animax dừng chiếu ở Việt Nam vì không đạt được số lượng người xem. Điều này thì cũng không lạ, vì thế hệ hồi đó không tiếp xúc với các nội dung tiếng Anh nhiều như bây giờ. Lý do các kênh hoạt hình nước ngoài như Disney hay Cartoon Network được biết đến ở Việt Nam nhiều đến vậy, vì nó có phụ đề tiếng Việt, lồng tiếng. Theo như tờ đọc trên Wiki thì có vẻ như Animax đã được xuất hiện lại ở Việt Nam từ năm 2020. Quay lại chủ đề chính thì hồi đó khi xem anime trên Animax, tớ chẳng hiểu gì hết, nên có thể nói là tớ chỉ xem vì nó đẹp. Chẳng hiểu sao tớ có thể dành cả một ngày để xem những nội dung mà mình không hiểu gì. Chỉ ngồi xem các nhân vật chuyển động, cùng nét vẽ và hoạt họa đẹp mắt đã là một thú vui đối với tớ. Sau này khi tiếp xúc nhiều với các bộ anime khác nhau thì tớ cũng đã dành thời gian để tìm lại mấy bộ tớ từng xem trên Animax, trong đó có Fairy Tail, Sketch Dance, Beelzebub, Letter B, còn nhiều nữa nhưng mà tớ không nhớ nổi. Trong đó thì bộ khiến tớ ấn tượng nhất là Sketch Dance. Sau này khi tìm xem lại thì tớ mới biết là tác giả của bộ này từng là trợ lý cho bộ Gintama. Mà hồi đó tớ ấn tượng bộ này vì cái ending quá đẹp, chứng tỏ là tớ có máu mê gái từ bé. Bên cạnh Sketch Dance thì tớ cũng có hứng thú với Letter B, vì nhân vật trong bộ anime đó vẽ quá dễ thương, nhưng màu phim lại khá là u tối, máu me chém giết các kiểu. Tớ có tìm lại trên mạng để xem, nhưng tìm mãi không có bản HD nên tớ hờn, không xem nữa. Tớ cũng có xem lại Fairy Tail và Beelzebub, lý do xem lại cũng đều vì gái. Không biết là các cậu đã trải nghiệm được những bộ anime nào từ Animax rồi nhỉ? Và đó là 4 kênh truyền hình đã từng hoặc hên xui thì vẫn còn chiếu anime tại Việt Nam. Tớ đoán là mình còn thiếu nhiều lắm, với lại đây cũng chỉ dựa theo trí nhớ từ thuở đời nào rồi, nên là có thể sẽ nhầm lẫn hoặc không chính xác ở đâu đó. Với lại mỗi đứa trẻ sẽ có một trải nghiệm khác nhau, nên là các cậu hãy kể lại những trải nghiệm với anime từ trong ký ức của các cậu ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và để lại một subscribe cho Wesuwe Anime để tiếp thêm động lực cho chúng tôi nha. Còn giờ thì Wesuwe out.